thân mến, hôm nay trời đẹp, Florida nắng ấm, Florida không có mùa đông, không có tuyết. Đây là tháng 11 ở Florida mà mình bận áo dây để đi chơi. Thì mấy ngày nay là mình không có được khỏe. Bác sĩ nói phải đi ra ngoài cho có nắng. Thì sẵn nó có nắng thì mình đi ra ngoài, mà mình sẽ cho các bạn coi một giải pháp rất là hay, rất mà là tiện lợi, không có mắc tiền, để dành cho những người muốn ở single house mà không muốn cắt cỏ nhiều, không muốn quét lá cây, không muốn phải làm mọi cho cái nhà. Thì đây là thì là những người xây dựng, họ bắt đầu họ cất những căn nhà rất là đặc biệt, mình sẽ đem cho các bạn đi coi. Ấy đây nó gọi là nhà single house, nhưng mà trong cái thành phố thì thành phố là đất rất là mắc mỏ, mà người là ở thành phố ai có mắc đi làm, không có thì giờ để mà lo mấy cái chuyện cắt cỏ, nhổ cỏ ha. Thì để mình cho bạn coi. Thì mình đậu xe với bên này, để tại vì đậu xe bên kia thì đường xe chạy nhiều, đậu xe với bên này cho các bạn coi. Bây giờ mời các bạn coi những cái căn nhà mà nó là những cái nhà hai tầng lầu ở kế nhau, ở phía sau là có chỗ để đậu tàu. Thì nhà cát sát nhau, đằng trước có sân nhỏ nhỏ, đằng sau có sân nhỏ nhỏ, lái xe chừng 5 phút là tới biển. Giá là từ 700 ngàn cho tới 1 triệu tùy theo cái trang trí phía trong. Thì mình không có... Bây giờ mình mời các bạn coi nha. Đây là cái xe của mình. Mình đậu ké nhờ cái nhà này để mà có thể mình quay bên kia ha. Cái mình là cái xe mình là gọi là con ngựa kiến, con ngựa cưng của mình. Bên đây mình dắt nó đi chơi. Đó. Bây giờ mình đây là tổng quát, mình cho bạn đi xem tổng quát trước. Nó cất một dãy nhà thao hao như vậy. Thì bạn thấy mỗi cái căn như vậy á thì nó rời ra, nó không có dính vào nhau. Đây là phía trong của một căn nhà. Thì họ có phòng khách rất là lớn. Cửa sổ dòm ra phía sau chỗ hồ nước. Phòng khách rất là rộng lớn. Đây là nhà bếp. Nhà bếp trang trí rất là tối tân. Là một trong một phòng. Cho nên người ta sử dụng để làm office, làm văn phòng. Là đây là phòng ngủ. Phòng ngủ ở phía trên lầu có ban công ngó xuống hồ nước. Đây là phòng tắm của phòng ngủ. Đây một cái phòng ngủ. Là nhà trong nhà còn có một phòng ngủ nữa. Mà cái phòng mình chưa có quay được, mình không quay được. Ở phía sau thì là có hồ tắm riêng và có chỗ đậu tàu. Nhà như vậy thì mình không phải là cắt cỏ. Có chút xíu cỏ vậy là để mình cắt thôi, có chút xíu thôi. Họ trồng tre, thành ra không có trồng tre với trồng dừa. Thành ra không có nhiều lá cây nha bạn. Nguyên cái khu này rất là đẹp. Trước khỏi đi tới chỗ này xuất thì có cổng của cảnh sát gác. Là khu này là khu vực rất là riêng tư, không phải ai vào cũng được. Nó là một dãy thao hao như vậy. Bây giờ mình sẽ băng qua đường, mình cho bạn coi từng nhà nha.
Cái khu này rất là đẹp. Phía sau có hồ nước đậu tàu đưa thẳng ra ngoài biển. Từ từ mình đi qua đây, mình bước qua đây nha bạn. Rồi nếu lái xe chừng 5 phút, 7 phút khoảng đó thì sẽ tới biển. Bây giờ mình cho bạn coi cái nhà này cho nó rõ ha. Tại nhà này là không có đậu xe phía trước, thành ra mình được ha. Như cái căn nhà này thì bạn thấy á, ở trên dưới là có hai cái gara để xe, phía trên á, phòng master bedroom thì có cái ban công. Nhà này mới cất, giờ cái cửa vô nó vô này. Tối quá mình không có, mà trời tối mình không có thấy, có không có nắng, không có nắng đó, dùm từ từ mình đi qua ha. Mình cho bạn coi cái cửa vô nha, để mình chờ hết mấy cái xe đi qua đó là khu nhà nó từng căn như vậy. Thì đoạn trước thì nó có sân nhỏ nhỏ, đằng sau có sân nhỏ nhỏ, có hai chỗ đậu xe, ở ngoài còn được hai chỗ đậu xe nữa. Nhà là khoảng nhà là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2000 square foot, rất là lớn. Khu chung quanh bên này là toàn là nhà triệu đô. Bây giờ mình băng qua đường ha. Mình cho các bạn coi cái nhà này. Đây là hai cái gara để đậu xe. Rồi có cái cửa vô đây. Bạn thấy không? Chỉ gần gần ha. Đây là cửa vô ha. Thì cái này là cái bách của nhà kế bên. Đây là cái nhà có cửa vô, có bách riêng không? Trên lầu nó như vậy. Phía bên kia là những dãy nhà triệu đô mà nó có vườn rất lớn. Cái nhà, mấy cái nhà này là phải chừng 2-3 triệu đô ít nhất. Cái nhà mình đậu xe đó là họ đang kêu bán. Cái này là 4 triệu đô là nhà rộng ha, có vườn đất, đằng sau có sông. Bên này là townhouse, nó không phải là townhouse, nó kêu là maison de ville. Thì mỗi bên đó là nó có cái tường riêng của nó ha. Bên này hai tường, bạn thấy không, cái tường riêng. Rồi đằng sau thì có chỗ đậu tàu, lát mình sẽ quay phía sau cho bạn coi ha. Bây giờ mình đi coi từng cái. Cái này là cũng giống như cái kia mà nó màu trắng.
Hello. I'm a real estate agent. Taking picture for my listing. Thank you. Thì cái nhà này là đằng sau là có chỗ để đậu tàu ha. Lát mình để cho bạn coi cái đường ha. Bạn thấy không? Hai cái nhà mà hai cái tường không có gần nhau. Cái này cũng vậy ha. Đó, hai cái nhà ha. Tường, cây cảnh rất đẹp. Nè bạn ơi, có mấy cây lan nè mà họ ghép trên cây là đẹp quá. Nè cho bạn coi nha. Bạn nào mà thích chơi lan á, cái đẹp lắm. Thì mỗi nhà là tự mình có đất, mình trồng cây theo kiểu của mình ha. Có một khoảng cái cửa vô như vậy đó, thì nó có một khoảng đất để nó lót gạch để đậu xe. Thì cái khoảng đất này là của mình, thì mỗi người trồng theo mỗi cái, thấy không? Đó, cái cửa vô nó lên cao vậy đẹp không? Giờ mình đi quay tiếp nha. Thì phía trước đẹp, đường đẹp ha. Xung quanh là dùng nhà triệu đô. Cây cảnh landscape rất là đẹp. Cái nhà này đã sơn màu khác ha. Hai cửa ha. Đó, cửa vào nó như vậy. Kiểu rất là đẹp. Hồi mới cất là cách đây 3 năm á, là kêu giá là 500.000 đô. Bây giờ là kêu từ 700.000 đô kêu tới 1 triệu tùy theo. Phía trong người ta slot gạch tốt hay là người ta làm nhà bếp. Đây là như vậy ha. Khu này là khu sang, toàn nhà triệu đô. Bạn thấy căn nhà này không? Đã triệu đô này. Trời nó cũng nắng không thấy rõ ha. Đây là phía sau của dãy nhà đó ha, là có cây, có tường cao ha, rồi có cái cây, mấy có cây xanh ha. Ở trong đó bạn thấy mấy cái nhà đó, mình tới gần gần mình coi.